Mỹ Lệ xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VBS trên băng tần 57.6. Mến chào tất cả quý vị đã hàng tuần theo dõi chương trình Y khoa phục vụ đời sống do bác sĩ Kevin Mai bảo trợ. Thưa tất cả quý vị, bác sĩ Kevin Mai tốt nghiệp Y khoa tại Hoa Kỳ, chuyên nội khoa và người già. Hiện tại, bác sĩ Kevin Mai có hai phòng mạch, một ở Santa Ana, hai ở Garden Grove. Mọi thắc mắc cũng như mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị gọi về cho bác sĩ Kevin Mai ở số 714-332-1069. Xin kính chào bác sĩ Kevin Mai. Vâng, xin kính chào quý vị và xin chào chị Mỹ Lệ. Hôm nay chúng ta cũng bắt đầu vào chuẩn bị Tết của chúng ta. Quý vị thấy nhanh không? Vừa Tết Tây xong đó là Tết ta rồi, chỉ còn vài tuần nữa thôi. Thì chú vị với cái background là Happy New Year, năm đây là năm con mèo. Người ta là con thỏ, tôi thì thích con mèo hơn. Nha quý vị. Đấy là quý vị cũng kỳ tới thì hai chị em chúng tôi sẽ bận áo dài lên để chúc Tết. Chúc cho quý vị. Và quý vị cũng biết rằng trong tình hình và mùa đông, bão, mưa nhiều ở Cali chúng ta thì các nhiều quý vị cũng bị cảm lạnh khá nhiều nha quý vị. Ngay cả tôi cũng có thể hơi nghe giọng cũng hơi khàn khàn chút. Đó là chuyện cũng dễ chịu thôi chứ không có bấy nổi tệ hại lắm. Thứ hai nữa chúng ta vẫn cần nước mưa nha quý vị. Cali chúng ta đã hạn hán mấy năm rồi. Bây giờ chừng độ một tuần, hai tuần đây thì đủ lượng mưa xài thảm thoải mái hơn. Có một tin tức là quý vị cũng biết là biến chủng mới của Covid vẫn tiếp tục lan tràn, những cái biến chủng nó gọi là SBB 1.5, thì nó đã đang hoành hành. Đó là một cái người em nhỏ nữa của Omicron. Nghe quý vị cũng nên nhớ là biến chủng nó tiến bộ liên tục, cho nên cái số lượng người ta nhập viện cũng đông hơn. Giống như mình nghĩ như vậy là cũng đúng, nó cũng logic thôi. Nhưng mà so far thì nó không có giống như những năm trước, năm 2020-2021 mà bị tơi tả. Hiện giờ thì cái số người trong bệnh viện cũng không tăng nhiều nữa, nó giữ nguyên khoảng ở quận Cam chúng ta khoảng từ 350 tới 400. Cái số người gọi vào phòng mạch tôi cũng vậy, khoảng từ 5 tới 10 người bị Covid mỗi ngày và chưa có ai cần phải vào bệnh viện cả. Đó là cũng tin tốt. Ngoài Covid ra chúng ta cũng bị cúm cũng khá nhiều, rồi chúng ta bị cảm, rồi các em nhỏ cũng bị cái gọi cúm siêu vi khuẩn đặc biệt là RSV á quý vị, respiratory syncytial virus. Thì cái RSV này quý vị mà con nhỏ mà dưới 5 tuổi mà sốt cao quý vị nên đi gặp bác sĩ liền, tại vì những con này nó tấn công phổi cũng mạnh lắm, nó còn nguy hiểm hơn con Covid hiện giờ nữa quý vị. Cho nên quý vị có những em nhỏ nào mà khó thở, ho nhiều, sốt cao á, quý vị nên gọi hỏi bác sĩ gia đình liền có phải RSV hay không, có cần chụp hình phổi hay không nha quý vị. Và đi vòng quanh thế giới không? Tiếp tục đi vòng quanh thế giới luôn. Chào quý vị, hiện giờ cái tổng số người chúng ta bị là 667 triệu, tử vong khoảng 607 triệu và hậu cuộc 642 triệu, tăng hơn khoảng mỗi ngày có khoảng từ 200 tới lại 500 ngàn người mới mỗi ngày trên toàn thế giới. Mỹ chúng ta thì tổng số cũng tăng lên nhẹ nhẹ chút, tổng số 103 triệu, tử vong 1.2 và hồi phục khoảng 101 triệu. Ấn Độ thì khoảng tổng số là 44.7 triệu, tử vong khoảng 531 ngàn và hồi phục khoảng 44 triệu hơn. Brazil tổng số khoảng 36 triệu là đứng nước thứ nhì sau tử vong, là tử vong gần 700 ngàn rồi, hồi phục khoảng 35 triệu. Cali tổng số là 12 triệu, hàng ngày là 100 ngàn tới 300 ngàn ca mới mỗi ngày, tử vong khoảng 101 ngàn. Quận Cam của chúng ta tổng số là 770 ngàn và tử vong khoảng 7.7 ngàn. Bệnh viện từ 350 tới 400 giống như tôi nói trước đây. ICU thì có khoảng 30 tới 40. Việt Nam của chúng ta thì tổng số 11.5 triệu, hàng ngày ca khoảng từ 1 tới 4 ngàn. Và số người chết cũng khoảng 1-2 người, tử vong khoảng 43.2 và hồi phục trên 11 triệu. Những con số như thế này thì quý vị cũng coi với một con số là nên cẩn thận thôi. Tại vì đa số chúng ta cũng biết là bị thì cái thông báo, cái report nó cũng không còn chính xác nữa. Và đặc biệt là tình hình của mở cửa của Trung Quốc cũng rất là khó khăn cho thế giới. Tại vì Trung Quốc
trước đây quý vị cũng biết là người ta có chế độ Zero Covid, tức là bế quan tỏa cảng, một người bị là cả thành phố có thể bị đóng cửa, mấy triệu người luôn. Chú bị biết thành phố Trung Quốc rồi mà, chỉ một thành phố nhỏ của người ta cũng là 3-5 triệu người rồi, bằng luôn cả một cái thành phố, cả luôn một cái tiểu bang của nước Mỹ này. Rồi quý vị cũng biết là khi mà Trung Quốc chịu không nổi nữa, tại vì đóng quan tỏa cảng thì thiệt hại về kinh tế. Bây giờ người ta chịu mở cửa, mở cửa thì Trung Quốc sẽ bị nhiều, tại vì trước đây chưa có từng tiếp xúc với khủng đại dịch lớn 2020-21, nhưng chúng ta đã chừng, chúng ta đã cùi rồi, không sợ lỡ nữa, chúng ta bị nhiều rồi. Còn bây giờ còn Trung Quốc vừa mở ra thì có thể là cái tổng số cái người số bị cao, rồi người Trung Quốc họ sẽ đi du lịch cả thế giới luôn, rồi nó sẽ mang những cái biến chủng mới đi toàn thế giới nữa. Cho nên các quốc gia như châu Âu hay Mỹ đang lo ngại, định ra lệnh sẽ cấm bớt người Trung Quốc du lịch tới nước họ. Mà dĩ nhiên vaccine là họ bực, họ kêu đó là cấm cản như thế là thiệt hại cho họ nha, thiệt hại cho công dân, cho kinh tế của họ. Cho nên đây cũng là một cái màn mà đang đấu giữa Mỹ, châu Âu và Trung Quốc về cái những chính sách về Covid, về áp đặt cho những người di dân của Trung Quốc hiện giờ. Vậy là thưa bác sĩ, chúng ta vẫn bị cái dịch Covid treo lơ lửng trên đầu. Và cái vấn đề chúng ta là phải giữ gìn sức khỏe ha, để cho chúng ta có thể là có những cái đề kháng tốt. Thì hôm nay trong cái talk show này, nhân tiện là cũng bước qua năm mới, và cũng là có rất nhiều cái câu hỏi từ Việt Nam gửi vào chương trình của bác sĩ. Và mình sẽ chọn lọc ra những cái câu hỏi nó xin là tặng để cho tất cả quý vị người già, cũng như là những cái bệnh nhân ở Việt Nam, họ cũng có những cái thắc mắc muốn được bác sĩ của Hoa Kỳ giải đáp cho họ đó, cho yên tâm. Thì một trong những cái câu hỏi đó thì nó như thế này: là cách đây 2 năm bác sĩ phát hiện tôi bị cao huyết áp, và từ đó tôi đã dùng thuốc hạ áp cho đến nay. Thì huyết áp của tôi đã ổn định từ 120/80 đến 130/80 suốt nửa năm nay rồi. Tôi có xin bác sĩ giảm thuốc mà bác sĩ không cho. Vậy trường hợp của tôi có thể cắt thuốc được không, thưa bác sĩ? Vâng. Thì tôi có phải để cho quý vị tôi chiếu cái ảnh cho quý vị biết là cái phần đó như thế nào, trả lời cho nó dễ. Đây, cái câu đây, cách đây 2 năm rồi, tôi muốn chiếu lên cái bảng mà huyết áp cho quý vị coi nữa. Đây là cái mẫu huyết áp mới. Vâng, cái câu hỏi là quý vị cũng nói là biết là một người bị cao huyết áp, rồi cách đây khoảng 2 năm khám phá ra ca mình cao huyết áp, là bác sĩ cho uống thuốc, chữa thuốc, kết quả rất là tốt. Bây giờ tôi có bỏ thuốc hay giảm thuốc được không? Mà kết quả cho cụ thể là 120/80 tới 130/80, đấy là đạt yêu cầu nha quý vị. Theo tôi nghĩ là người này không nên bỏ thuốc. Không nên bỏ thuốc. Tại vì huyết áp này mà chúng ta bỏ thì nó lên khoảng 140 quý vị, 140/145, thì cái nguy cơ của quý vị bị đột quỵ hay là đau tim nó sẽ tăng lên rất là cao, khoảng 30-50%. Cho nên mình khi mà nghĩ về những cái vấn đề là một số người luôn luôn là nói là những cái thuốc nó có thể gây nguy hiểm. Lý do người ta hỏi câu này là do họ sợ uống thuốc, có phản ứng phụ. Mà dân tộc chúng ta, Việt Nam chúng ta thì không thích thuốc mà. Nha quý vị. Nhưng mà cái bằng chứng của bên y khoa hiện đại của Hoa Kỳ đi, thì giảm huyết áp bà xuống khoảng 10-20 đơn vị như thế này thì nó giảm khả năng đột quỵ, tai biến mạch máu não lên tới 50%. Mặc dù chúng ta không có triệu chứng gì hết, nhưng mà nó thầm lặng giúp cho chúng ta được tránh những cái điều đáng tiếc xảy ra. Cho nên uống thuốc nó cũng có cái lợi rất là nhiều trong đó, chứ không phải là chúng ta chỉ chú ý tới cái side effect của nó thôi. Thường thường uống thuốc cái xảy ra side effect là như thế này, là những cái điều phản phụ của quý vị. Ở Việt Nam thì nó phản ứng phụ đó, ví dụ như là sưng người, ngứa hay là đau bao tử, dị ứng hại thận, hại gan thì nó cũng hiếm xảy ra thôi, khoảng chiếm từ 2-10%, và nó thường xảy trong những cái tháng đầu tiên. Tôi cũng xin thông báo một chút nữa là hàng ngày tôi gặp những cái bệnh nhân vào xin bỏ thuốc. Dạ bác sĩ ơi, uống thuốc cao huyết áp lâu quá rồi, tôi muốn bác sĩ bỏ đi.
không bị sao mà bỏ, không không có chuyện gì hết, nhưng mà tôi uống lâu quá tôi sợ nó hại thận hại gan. Không, những cái điều mà hại thận hại gan nó đã xảy ra rồi, bác uống cả mấy năm rồi nó đang ngon lành, đúng không? Như vậy chúng ta marry rồi, chúng ta cưới vợ chồng mà đang ngon lành tình cảm, chẳng lẽ nó muốn bỏ muốn thay đổi à? Không, đừng có nên. Mà nó chúng ta bỏ, chúng ta xảy ra cái điều thứ nhất là khi bỏ chúng ta khỏe lắm quý vị, nhất là bỏ huyết áp, khỏi uống, khỏi mang rồi phải lo lắng. Còn huyết áp nó tăng lên nó thường ít có triệu chứng. Quý vị có một số người bị nhức đầu, bị nóng mặt, nhưng mà đa số không có triệu chứng. Rồi bỏ một ngày bùm một cái liệt nửa người, hoặc là bán thần bắt tội, hoặc là chảy máu trong não, có thể tử vong luôn quý vị. Đấy là quý vị nên nhớ như vậy. Cho nên trường hợp quý vị này chưa, không nên bỏ thuốc nha quý vị, không nên cắt luôn, không nên giảm luôn, mà cứ dậy uống cho tôi. Ngoại trừ trường hợp muốn bỏ phải báo bác sĩ là do phản ứng phụ thôi, chứ như vậy là 120, 180, 130 trên 180 là không nên bỏ thuốc. Như vậy là theo ý kiến của bác sĩ thì thuốc nó đang hoạt động tốt với cái cơ thể người đó. Ngoại trừ nó hạ quá nhanh, nó hạ xuống con dưới 100 á, thường chóng mặt, đứng lên ngồi xuống chóng mặt, thì nên giảm thuốc hoặc bỏ thuốc nha quý vị. Còn không thì chúng ta cứ nên tiếp tục ha. Rồi câu hỏi hôm nay á, thì liên quan đến huyết áp nhiều đó. Tôi có người hàng xóm bị tai biến và dẫn đến bại liệt. Tôi sợ quá đi khám bệnh. Khi đo huyết áp thì chỉ số lên 140 trên 90. Nhưng bác sĩ thì không cho uống thuốc mà khuyên tôi tìm cách thư giãn. Cái câu hỏi mà bệnh nhân này muốn là có tự ý đi mua thuốc phòng ngừa huyết áp uống được hay không? Câu trả lời là không. Quý vị, có thể là cô này đi mua phòng ngừa là uống thuốc aspirin đó quý vị, loãng máu đó, hôm nay nó dễ sẽ chảy máu hay không. Thứ nhất á, là cô này nghe chuyện hàng xóm, chuyện sợ. Này cũng từng xảy ra, mỗi lần nghe cái chuyện gì đó là bà con ùm kéo nhau đi gặp bác sĩ, liên tưởng, đúng không? Liên tưởng rồi run lên, rồi tới văn phòng bác sĩ, rồi hồi hộp, hội chứng áo trắng đủ hết, tăng lên làm cho huyết áp lên khoảng 140 trên 90, đây là huyết áp borderline nghe quý vị, rất là cao nhưng mà không có nặng lắm. Thì thường thường tôi cũng trong những trường hợp đặc biệt những người trẻ, tôi khuyên là về nhà đo lại lần nữa, đo 2-3 lần, lập một cái diary khoảng 3 ngày liền cho tôi, sáng dậy sớm đo, trưa khoảng 2 giờ chiều đo, tối đi ngủ đo, tức là đo 3 ngày liên tiếp gọi lại cho tôi. Nếu huyết áp vẫn cao, vẫn như con số từng giống như vậy đi, tôi sẽ cho uống thuốc. Còn về nhà đo lại bình thường thì ngon lành, không sao nghe quý vị. Cái chính là chúng ta đo huyết áp, quý vị biết khác rồi, huyết áp thay đổi rất là nhiều, mình lo lắng, mình sợ hãi, mình vô phòng mạch bác sĩ thôi mình đã cao rồi. Cho nên trường hợp mình mới lần đầu và nó ở cho cao nhẹ như vậy, tôi cũng thường khuyên là về ăn bớt ăn mặn, rồi tập thể dục giảm cân, rồi đo lại 3 ngày liên tiếp cho tôi gọi lại. Nếu mà nó vẫn cao, quý vị nên uống thuốc nha quý vị. Đấy, còn tự động chúng tôi, ổng nói như vậy nhưng mà tôi trốn đi, tôi không nghe lời, tôi tự đi tìm thấy huyết áp người khác tôi uống, hoặc là uống thuốc loãng máu đi, thì tôi rằng cái xảy ra những cái điều hại bất cập lợi, tức là hại nhiều hơn lợi cho quý vị. Và xin quý vị đừng có rời màn hình, sau một vài thông tin thương mại thì bác sĩ sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi mà quý vị gửi đến.